Chào mừng các bạn đến với chương trình Nhất Nghiền Nóng trận playoff. Chào mừng các bạn đến với chương trình Đệ Nhất. Và hôm nay chúng ta sẽ chào đón trận tranh vé bước vào trận chung kết 5 của Đệ Nhất Nghiền Nóng. Và người đó là ai? Chúng ta chào đón 4 ứng cử viên sẽ ra chỉ hôm nay. Người đây là Tạng Thanh đến từ Bình Dương, là người đã bị loại ở trận đầu tiên của Ai Là Đệ Nhất Nghiền Nóng. Tiếp theo là Nguyễn Việt Anh, người bị loại ở trận thứ hai cũng là của phiên bản Nghiền Nóng. Sau đó là Nguyễn Tuấn Anh đến từ Nam Định, mà người bị loại ở trận đầu tiên. Và cuối cùng là Nguyễn Sơn Tuấn Ban Ninh, cũng là người bị loại ở trận thứ hai của Nguyễn Việt Anh. Và liệu trong số 4 người này ai sẽ tranh suất vé vào Đệ Nhất Nghiền Nóng chung kết? Chúng ta cùng chào đón, chúng ta cùng đón xem. Và bây giờ là Tạm Thanh xem nào đầu tiên. Xin mời Tạm Thanh. Bây giờ hỏi nhé, cảm giác nào khi được tham gia một trận đấu thử của Đệ Nhất Nghiền Nóng trước khi vào trận playoff thật? Vâng, vâng, thì xin chào mọi người. Bây giờ tôi đã quay trận lại với cái trận playoff nhất. Trận playoff được gọi là sau khi mà tôi gọi là thua trầm mắt trời bởi Nguyễn Ngọc Đức, thì lần này mình sẽ trở lại và cố gắng giành lấy được cái giải thưởng. Nhưng trước tiên là phải qua mốc thứ hai trước đã. Vâng, vâng, như thầy anh nói phải qua mốc thứ hai trước để đến với cơ hội thì 8 tỷ Sophia the First. Và chúc Thanh may mắn. Thanh đã sẵn sàng chưa? Thanh, alo. Ready. Sẵn sàng. Chiến thôi. Vâng, chiến. Chúng ta vào tìm Đệ Nhất Nghiền Nóng. Câu số 1. Đâu là tên một chương trình truyền hình sau giờ thứ 6, sau giờ thứ 7, sau giờ thứ 8 hay là sau giờ thứ 9? Sau giờ thứ 9, chọn D. Con này đi, con này thứ 9. Sau giờ thứ 9. Không đâu. Tạo hay sau nghĩ là sau giờ thứ 9. Hay là tôi coi gì xem. Anh xin nói cho em là đây là một chương trình truyền hình được phát sóng vào năm 2013 ở trên kênh Quảng Ninh của anh. Sau đó vào năm 2018 mà đã được kênh của Xuân Tùng phát. Và tên chương trình đấy là sau giờ thứ 8. Bản tên chính đây là sau giờ thứ 8. Oh, oh no. Yes. Mới ngày đầu cái này là bị mắc lừa. Đi in coi. Mới ngày không, thời chính và 8 nó khác nào. Thế nào nữa rồi. Đó là sau giờ thứ 8. Đi mắc lừa. Có thể con đi mất đi rồi. Và Thanh đã chọn đi 8 tỷ Sophia the First rồi. Rất tiếc. Và xin mời Thanh ngồi trên ghế lóng của chương trình. Cảm ơn Thanh rất nhiều. Chào mừng Thanh. Chào mừng Thanh đã vào chương trình. Xin chào tất cả mọi người cũng như quý vị và khán giả đang xem chương trình Ai Là Đệ Nhất phiên bản Nghiền Nóng vòng loại để tìm vé vào chung kết của chương trình này ạ. Vâng. Cảm xúc như nào khi thấy Thanh ngậm ngùi ra vẻ? Thực ra thì em cảm thấy Thanh ra về thì cũng gọi là em cũng có được một chút lợi thế, tại vì em còn một quyền chuyển với cả sẽ dễ dàng khiến cho người chơi khác bị loại hơn. Vâng, vâng, đó là quyết định của em. Thanh đã quan đi 8 tỷ Sophia the First rồi, còn lại bây giờ là con đường để Thanh giành đến 5 tỷ Sophia the First. Câu hỏi có giá trị 25 triệu Sophia the First này cho Thanh. Chúng ta bắt đầu tìm ai là đệ nhất trên Nghiền Nóng. Câu hỏi của Thanh: giấy, màu nước, bút chì, gôm là những đồ vật thiết dụng của ngành nghề nào? Phi hành gia, tài xế, công nghệ thông tin hay là họa sĩ? Em xin nói thẳng ngay vào luôn, những đồ vật đấy đó là của, em nghĩ là họa sĩ. Chốt, vâng. Bạn anh có một bạn gái lớp anh ở tên Trần Đức Thủy. Bạn ấy có một ước muốn là làm nghề họa sĩ. Chúc mừng em. Wow. Yes. Và như vậy Vanh đã giành được 25 triệu Sophia the First. Câu hỏi có trị 50 triệu Sophia the First. Em xin chuyển luôn, vì câu này nó đã đánh trúng điểm yếu của em là về bóng đá. Và vâng. Và theo đuổi chương trình, Vanh sẽ phải nhìn vào cho Tuấn Anh, cảm ơn Vanh rất là nhiều. Quyền chuyển đã Artist. Câu này mới dễ. Chào mừng Tuấn Anh đã ra chương trình. Chào anh.
Vâng. Và ok, em đã sẵn sàng rồi. Hy vọng là hôm nay là em không bị mất cái số tiền thấp vào. Vâng, đó là quyết định của em. Đây là câu hỏi dành cho em. Câu lạc bộ nào bóng đá sau đây đã vô địch V-League 2020 và em có 15 giây. Em câu lạc bộ mà đã vô địch cái này à? Vô địch V-League năm 2020. Vậy theo em đáp án của em là Viettel. Viettel. Mà vâng, câu lạc bộ đã vô địch V-League 2020 vào năm 2018-2019 là Hà Nội và 2020 là Viettel. Xin chúc mừng. Hai câu gọi là thể công. Em đã vượt qua được hai câu hỏi đầu tiên và được 50 triệu sofa rồi phước. Hiện tại vẫn còn 9 câu hỏi nữa và em đang đến với câu hỏi 100 triệu. Và bây giờ là câu hỏi dành cho Tuấn Anh. Không sẽ đánh câu hỏi chiến nhá. Robocon đang có thi về lĩnh vực gì? Âm nhạc, công nghệ, hội họa hay là văn học? Em nói nhá, Robocon là em cũng nghe nói là đến là trong cái cuộc thi mà sản xuất về robot. Và robot thì đơn giản là chỉ về trong công nghệ thôi. Và đó là các bạn cuối cùng của em, công nghệ. Vâng, đó suy nghĩ của em. Anh muốn nói một từ này. Xe cải. Em đã vượt qua được 3 câu đầu được 100 triệu sau phê rồi phớt. Cơ hội đến câu hỏi 5 tỷ vẫn còn là rất lớn. Bây giờ là câu hỏi có trị 150 triệu. Trong tranh dân gian Đông Hồ về bà Triệu, người nữ anh hùng này cưỡi con vật gì? Ngựa, voi, rồng hay là sói? Câu này thì em nhớ là có từng học về tranh Đông Hồ rồi. Với em đã từng nhìn thấy cái bức tranh Đông Hồ về cái này. Và câu trả cuối cùng của em là ngựa. Và không phải câu trả cuối cùng của em vẫn nhầm B voi. Em đã trước kịp hỏi và em đã đổi sang là voi. Và vâng, hai bà Trưng, bà Triệu trong lịch sử đã được nhắc đến về con voi. Xin chúc mừng. Em đã vượt qua được 4 câu hỏi và được 105 triệu Sophia First. Hiện tại trong trận đấu này vẫn còn Vanh và Xuân Tùng vẫn đang ngồi ngóng chờ để xem là liệu Tuấn Anh có bị loại hay không. Bây giờ là câu hỏi là chị 250 triệu Sophia First. Đơn vị hành chính cấp huyện nào là tỉnh lỵ của Thành phố Hồ Chí Minh? Quận 1, quận 2, quận 3 hay là quận 4? Rồi bắt đầu lại 30 giây này. Khi nhìn câu hỏi này, em thì em cũng không có phát hiện gì nhiều. Em có thể cho Xuân Tùng trả lời câu hỏi này. Có thể cho em Xuân Tùng chuyện. Cảm xúc là em cho Xuân Tùng chuyện. Em thấy như kiểu là em cũng không rõ lắm, em cứ ghi là 3 hay 4. Em không chắc lắm. Và vâng, điều đó có nghĩa sâu rằng người sẽ tham gia trận đấu hôm nay là Xuân Tùng. Chào mừng Xuân Tùng. Em chào anh. Vâng, em chào em. Em cảm giác nào khi được nhìn thấy trận đấu của Tuấn Anh? Ôi dồi ôi, em thấy mấy câu vừa rồi cũng khá dễ. Nhưng đến khi Tuấn Anh chuyển câu vừa rồi, em nghĩ là ăn may là lên rồi. Bà vâng. Thế nên là em đã sẵn sàng trả lời câu hỏi này. 30 giây, bắt đầu. Đáp án của em là A, quận 1. Rất nhanh. Đây cũng là một câu hỏi rất là dễ. Câu hỏi rất dễ cho bao làng, hoàn toàn chính xác. Xe cải. Em đã bảo toàn được 5 tỷ Sophia the First. Và bây giờ nó có giá trị 400 triệu Sophia the First. Nghệ thuật làm đồ đồng tráng men đặc trưng của thời Nguyễn có tên gọi là gì? Mỹ Lam, Pháp Lam, Đức Lam hay là Nhật Lam? Làm đồ tráng men. Đồ đồng tráng men thì em xin chuyển ạ. Điều đó nghĩa là Vanh sẽ phải tham gia trận đấu lại. Ôi dồi ôi. Và nếu như mà Vanh mà không trả lời được câu hỏi này, điều đó cũng nghĩa là trận đấu này chỉ còn lại hai thí sinh vẫn đang cuối cùng là Tuấn Anh và Xuân Tùng. Và bây giờ xin mời Vanh ngồi trên cái đó của chương trình.
Chào mừng các anh đã vào chương trình. Dạ, xin chào tất cả mọi người. Dạ vâng. Bây giờ các anh đã nhìn thấy câu hỏi này, các anh đã chắc chắn được đáp án trong câu hỏi này chưa? Dạ, em cũng sẵn sàng rồi. 30 giây bắt đầu. Cái này không thể nào là Mỹ Lam hay Đức Lam được. Nếu mà thời Nguyễn thì em nghĩ nghiêng về Pháp Lam hơn. Pháp Lam hơn. B đúng không em? Dạ vâng. Tại vì em nghĩ truyền thống Việt Nam cũng có cái chữ liên quan đến chữ Pháp là bút Pháp. Vâng. Anh cho Mỹ Đức Nhật là cũng phải để đánh lừa ấy. Thực ra thời Nguyễn không có chống Mỹ, chống Đức hay chống Nhật gì cả, đó là chống Pháp. Yes. Rất chính xác, xin mừng Vành. Nhưng mà rất tiếc là bởi vì Xuân Tùng đã nhường lượt cho Vành, điều đó nghĩa là Vành sẽ phải cố gắng trụ lại cho đến cùng để xem có giải được 5 tỷ Sofia được phát hay không. Câu hỏi có trị 650 triệu. Chuyến bay nào thuộc chương trình Intercosmos do Phạm Tuân làm phi hành gia chính? Soyuz 31, Soyuz 33, Soyuz 36 hay Soyuz 37? Thời gian bắt đầu. Em nghĩ phải là số này chứ không phải là 31 hay 36. 37 ạ? Có chốt không? Em chốt là 37. Em nghĩ là số này thì nhìn cái số kết cục chắc em nghĩ là số 37 là nhất. Đã anh nghĩ được nhất. Anh xin nói đáp án dành cho em ảnh. Chuyến bay số 36 nằm thuộc về vùng miền Hungary. Có hai và chuyến bay sau chuyến bay đấy là đến chuyến bay của Phạm Tuân, hoàn toàn chính xác. Yes. Vẫn còn 4 câu hỏi nữa dành cho Vành. Và Vành cần phải làm như thế nào để vượt qua được 4 câu hỏi còn lại? Chúc Vành may mắn. Câu hỏi có chỉ 1 tỷ Sofia the first. Có bao nhiêu loại kiến trong một đàn? 2 3 4 hay là 5? 45 giây bắt đầu. Thế nào? Em nhớ hình như phải tầm là 3. Tại vì có những loại như kiến ba khoang, kiến gió với cả kiến gì ấy. Em nghĩ là 3. Chốt đúng không em? Anh nhầm. Anh nhầm. May là nó có Uno. Rồi. Thì như là bây giờ cùng xem liệu Vành có bảo toàn được danh dự hay không. Hiện tại Vành đã vượt qua được những câu hỏi rất dễ dàng mà không sợ bị mất cơ hội. Và đó là 3, xin chúc mừng Vành. Yes. Vẫn còn 3 câu hỏi nữa. Và hiện tại nếu như mà chỉ mà hiện tại anh chắc chắn là sẽ có thể chạm được những câu hỏi top 5 có thể 5 tỷ Sofia được phớt rồi. Nếu như mà Vành bị loại, Tuấn Anh bị loại, Xuân Tùng thì vẫn có người chạm được đến cái câu hỏi đấy. Chúc Vành may mắn. Nhưng mà anh, nhưng mà nếu Vành mà vượt qua được câu hỏi 1 tỷ 500 triệu Sofia được phớt là Xuân Tùng sẽ bị mất cơ hội. Câu hỏi dành cho Vành. Dân ta phải biết sử ta, to tường, bất tích, nước nhà, Việt Nam là hai câu nói mở đầu cho tác phẩm nào của thi sĩ Hồ Chí Minh? Lịch sử nước ta, sự đổi mới làm việc, đường cách mệnh hay là chạy bằng đồng? 45 giây bắt đầu. Em nghĩ không phải là sửa đổi lối làm việc cũng như chạy bằng đồng. Đường cách mệnh cũng không phải là, mà chắc chắn nhất là A. Chốt đúng không em? Dạ em chốt luôn ạ. Đó có thể đúng. Hiện tại Vành đã loại được Xuân Tùng ra khỏi cuộc chơi. Và anh rất tiếc, anh phải nói tạm biệt Xuân Tùng khỏi chương trình. Và chúc Xuân Tùng hãy có may mắn trong cuộc sống. Còn lại trận này chỉ là mỗi Vành và Tuấn Anh thôi. Và vẫn còn 2 câu hỏi nữa. Liệu Vành có chạm được đến câu hỏi thì 5 triệu số tiền rồi không? Xin mời câu hỏi có chị 3 tỷ. Câu hỏi như sau. Hầm vũ khí bí mật của biệt đội Sài Gòn trong chiến dịch Tết Mậu Thân 1968 nằm trên đường nào? Ngô Gia Tự, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Văn Cừ hay là Nguyễn Thị Minh Khai? 45 giây bắt đầu. C ạ. Sao nghĩ là Nguyễn Văn Cừ? Em cũng có nghe qua rồi nhưng mà em không chắc.
em chưa chắc đã là đúng cho nên em cứ chốt thử C ạ. Cái câu hỏi này xin mời Thắng hãy cho thay nói một vài thông tin về câu hỏi này được không Thắng? Sai thì em nghĩ anh Thanh sai lắm. Vâng. Và như anh nói, nếu anh mà trả lời đúng, Vanh Sen chạm đến cơ hội là nhường 5 tỷ Sophia the First. Còn nếu trả lời sai, cơ hội này sẽ dành nhường lại cho Tuấn Anh để với cơ hội 3 tỷ Sophia the First. Và xin nói, B là không trả lời đúng. Ôi. Ôi rồi ôi. Ôi rồi ôi. Vanh đã bị loại khỏi chương trình và loại của với Sutu luôn. Và điều đó nghĩa là Tuấn Anh đã trở thành người chiến thắng của cuộc thi này. Quả béo. Rất tiếc cho Vanh, nhưng mà Vanh đã thi đấu rất là xa luôn và sẽ phải nhường, nhưng mà rất tiếc là phải nhường lại lượt chiến thắng này cho Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Tuấn Anh sẽ vào trận chung kết. Chúc mừng Nguyễn Tuấn Anh và cảm ơn anh em tham gia chương trình và chúc Việt Anh thành công trong cuộc sống. Ôi. Tuấn Anh, đây là câu hỏi cuối cùng dành cho em và em là người tiếp theo sau Nguyễn Ngọc Đức chạm đến cột cuối cùng. Cảm xúc như nào khi em được chạm đến cột cuối cùng này? Tớ chỉ là hồ chứ anh, giờ mà sai thì sao anh? Nếu em sai em vẫn ra với 50 triệu. Đúng được 2 tỷ ấy. Vâng. Để em thử xem là bây giờ mà em thử chia xem là cái này gấp bao nhiêu lần nhỉ? Này. Anh xin nói cho em này. Nếu em mà trả lời đúng câu hỏi này, anh sẽ là người ký xét cho em. Dạ vâng. Còn nếu em trả lời sai thì thôi, anh không ký được là làm gì cả. Bà vâng. Vâng, vâng. Câu hỏi có trị 3 tỷ Sophia the First dành cho Nguyễn Tuấn Anh. Câu hỏi đó chính là nguyên tố hợp nào sau đây được theo tên một từ có nghĩa là thủy lùn cũng hợp đấy. Hafnium, coban, darini hay là darinum. 45 giây bắt đầu. Chết rồi, con quỷ đùn dưới lòng đất à? Được đặt theo tên của một con quỷ đùn dưới lòng đất. Em không nghĩ như kiểu là phê đâu vì sợ. Thế này nhá, cô ban như mấy cái này thì em cũng như kiểu em nghe mấy cái tên đấy rất là lạ. Theo em thì câu này thì em cũng không có dữ kiện gì nhiều. Thời gian sắp hết, một tiến Tuấn Anh phải trả lời. Câu trả lời cũ của em là gì? Câu này thì theo em là chọn câu B. Cô ban. Và Tuấn Anh là người đầu tiên vượt qua câu hỏi cuối cùng của anh đã nhất ghê lắm. Wow. Chúc mừng. Xin chúc mừng Tuấn Anh. Wow. Ba tỷ Sophia the First và Tuấn Anh là người đầu tiên vượt qua câu hỏi cuối cùng của chương trình. Chúc mừng Tuấn Anh. À vâng, ôi dồi ôi, may thế, em cứ phải biết bần là em không nghĩ đến nào C đâu, em cứ nghĩ đến hai đáp án còn lại. Khi anh cảnh cáo với thời gian em đã chọn giờ B. Ôi, không ngờ, em không ngờ đúng là đúng. Mà anh, với vai trò là một MC trong chính anh lại nhất kỳ nóng, đó chính là gì không Tuấn Anh? Ký tấm xét. Ba tỷ. Tên người chơi là Nguyễn Tuấn Anh. Tôi không nói đùa đâu, giải thưởng có xét thật đấy. Ký xong rồi thì hãy giơ cho khán giả xem. Bà vâng, tôi sẽ giơ cho tất cả các khán giả xem. Chứ đây không phải là giả đâu, đây là xét thật sự của trong chương trình Ai Là Đệ Nhất Kỳ Nóng. Thật lâu rồi, tôi lần đầu tiên với vai trò là một MC đã được ký tấm xét dành cho người chơi. Và đã ký xong. Đây là set dành cho Nguyễn Tuấn Anh. Chúc mừng Tuấn Anh một lần nữa. Cảm xúc khi nào khi được nhìn cái tấm set có giá trị 3 tỷ Sophia the First và anh đã sâu cái hình nó hơi bị ngược một tí, xin lỗi. Chung kết thì nhớ là. Vâng, cảm ơn nhiều. Em thích cái tấm set thế này của anh. Xét thật đấy, không phải xét giả, không phải xét giả đâu. Xét thật như đã hứa, như đã nói cho Hải Vũ và tất cả mọi người biết là người chơi nào trả lời đúng câu hỏi cuối cùng là sẽ giành được tấm xét của chương trình và đây là người đầu tiên 3 tỷ của Tuấn Anh đây. Anh sẽ để đấy. Thank you.
Nhưng mà bữa nay em đọc tất cả người. Hải Vũ. Xét gì cái bản tượng trưng vậy? Hải Vũ. Trước khi kết thúc chương trình, Hải Vũ cảm giác như đã được nhìn thấy người thứ ba vào chung kết. Xin mời khách mời Hải Vũ. Thực sự phải gọi là hôm nay người theo dõi những người đã các bạn ở lần 1 này rất là gay cấn, đặc biệt là em ấn tượng với cả Banh và Tuấn Anh. Đặc biệt là anh Tuấn Anh thừa anh trả lời đúng rất nhiều câu, rất là tiếc cho anh đã sai ở câu 1 tỷ trong cuộc thi vòng 1. Đó là cái câu 3 tỷ. Rất tiếc cho Tuấn Anh. Và bây giờ cũng chúc mừng cho Tuấn Anh đã thắng ở cuộc chơi này và anh xin hẹn Tuấn Anh ở chung kết ai là đỉnh nhất thì năm 3. Và vâng. Em cảm ơn anh ạ. Và thưa quý vị các bạn, trận chung kết và chúng ta tìm ra được người giành được câu hỏi chủ nhất đầu tiên của suất 3 tỷ sông phê ra suất, đó là Tuấn Anh. Và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau trong trận chung kết giữa Hải Vũ, Tuấn Anh và Nguyễn Ngọc Đức. Xin chào và hẹn gặp lại.